Bandito wa bite naso balo ja bandita mani sawe balo ti vu cha ti yo balo manya ti banyang bandito wa bite naso balo ja bandita mani sawe balo ti vu cha ti. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần, ngu si lại tưởng trí nhân. Với kẻ như vậy vạn lần chí ngu. Vũ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính dâng nhất lạy cô Tuệ Duyên ạ. Sa thú sanh thai, cảm ơn ái mình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức cự đức, kính lễ quý tu nữ, quý thiền nam thánh nữ. Và bây giờ tùy duyên xin kệ kinh pháp cú số 63. Và cảm ơn huynh và thành á. Vô ba lô manh nhát tí bằng văn bằng đề nát sô ba lô chắc bằng đi tâm mà đi sắp quê ba lô đi vút chát tí vô ba lô manh nhát tí bằng văn bằng đi tô qua bít tê nát sô ba lô chắc bằng tâm đi sa quê ba lô thị út cha tí vô ba lô nhà tí bánh giăng bánh đi tô hoa vị tê na sô ba lô cha bánh đi ta mãi sai bát tỳ vô cha tỳ vô ba lô manh nhà bà văn bán đi tô qua ba lô cha bánh đi ta ma ni xa quê ba lô tỳ vụt cha tỳ người ngu niệm có trí, người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Phổ thơ này của Hòa thượng Thích Minh Châu. Vô ba lô manh nhát tí bành văn đất tí tô qua bích chê nát xô ba lô chắc anh đi tâm mà nì sắp quê ba lô thi bút chá tí. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần, ngu si lại tưởng trí nhân. Với kẻ như vậy vạn lần chí ngu. Và phổ thơ này của Hòa thượng Giới Đức. À, dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của cảm nhân, là kính cảm nhân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 63. Vô ba lô manh nhá tí ban văn ban lý tô hòa bí tê ná sô ba lô chá ban lý tá ma ni xá quê ba lô tí vút chá tí vô ba lô manh nhá tí ban văn
Pandito wa pi te na so pa lo cha bandita mani sa we pa lo ti put cha ti yo pa lo man nha ti ban lăng dân Pandito wa pi te na so pa lo cha pa cha bandita mani sa quê ba lô đi vút cha tí. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần chí ngu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cầm đà ông bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á Xích Nhật Quỳnh, và kính mời cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, và kính mời quý vị nha. Sa thú, sa thú lần thầy Xích Trà. Cẩm vần Nam Mô Phật Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sàng Kha Gia. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Còn xin được kể kinh Pháp Cú số 63. Yo Bà Lô Man Nha Ti Bà Riang Pandito Va Pi Te Na So Balo cha pandita mani save balo ti vokchati yo balo manyati baryang pandito vapite naso balo cha pandita mani save balo ti vokchati yo balo manyati baryang pandito vapite naso balo cha pandita mani save balo ti vokchati. Người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Bản dịch của ngài Minh Châu. Người ngu hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần trí ngu. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, còn xin được xuống bích. À, mến mời Tin An tiếp theo. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 63. Yo ba lo man nha ti ba la yang pa di to wa pi te na su ba lo cha pan di ta ma ni sa we ba lo ti u cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Hòa Thượng Thích Châu. Yo ba lo man nha ti ba la yang Pandito wa pite na so balo cha pandita mani sawe balo ti vunjati. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần trí ngu. Của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Sư Thina. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Và dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Sư Trần Đông, Sư Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Ba Giá. Và dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, Nhật Quỳnh thấy có trước máy, cô có thể cầm mic không cô? Cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Cô tu nữ Thâm, dạ kính mời cô. Yeah.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, cảm ơn cô Nhật Quân, cô dạ, cô Hoàng Nguyệt, cô Tuệ, cô Tu Nữ Tuệ Duyên, cô Giảng Đông, đã biết ta nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức Tăng, ở những đất này mà con không được biết. Dạ, xin kính lễ cô Tuệ Duyên, xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, sau đây con xin phép, dạ, cảm ơn chú Vát Thà Na. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài pháp của kinh 63. Yo ba lo manh nhà ti ban giang ban đi tô qua ti ti tê na sô ba lo cha ban đi ta ma ni sa quê ba lo ti vút cha ti yo ba lo manh nhà ti ban giang ban đi tô qua đi tê cha na sô ba lô cha ban đi tam ba ni sa quê ba lô tê vút cha tê yo ba lô manh nhà tê ban giang ban đi tô qua bi tê na sô ba lô cha ban đi Ti tam ba ni sa quê ba lô tì vút cha tì. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Dạ, đây là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu xin hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy phần. Ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần trí ngu. Dạ, đây là thổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Dạ, còn vị nào nữa không thì xin mời cô Nhật Quỳnh đỡ mít giùm nha. Sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Ri. Dạ, cảm ơn Sích Càng Đông, Sích Quang Việt, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp hôm nay sao rồi? Cầm mít cơ có ổn không Tâm Pháp ơi? Alo, alo, Tâm Pháp. Tâm Pháp có chuốc máy không? Rồi, đây nít trốn mất tiêu rồi. Dạ, Nam Mô Bích Hai, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được phần bài pháp quốc kinh số 63. Dạ, cảm ơn Minh Vát Thà Na cho bài học. Yo ba lo manh nhất ti ba la yang ban di to wa ti te na so ba lo cha ban di tam ma ni sa quệ ba lo ti vuot cha ti giờ ba lơ man nhất thiết ba là giang bạn đi tơ qua vi tê là sơ ba lơ chấp bạn chỉ tâm ma ni sẽ quê ba lơ thì buồn cha ti giờ ba lơ man nhất thiết ba là giang bạn đi tơ qua vi tê là sơ ba lơ bắt ba lơ chấp bạn chỉ tâm ma ni sẽ quê ba lơ buồn cha ti. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dầu ba lô manh nhà tị ba la dân bạn đi tô qua bị tê xa nô bà lỡ cha ban đi ta ma ni xã quê ba lô thì vụt cha ti dù ba lô manh nhà tị ba la dân ban đi tô qua bị tệ na sô bà lỡ cha ban đi ta ma ni xã quê ba lô tỳ vuốt cha tiền dơ mắt dầu ba
lô ma nhà tê ba la a văn ba đi tơ qua vì tê na sô ba lô cha ban đi ta ma ni xã quê ba lô thì buôn cha tìm. Người ngu sinh hãy biết mình, thà rằng như vậy thông minh mấy lần. Ngu si lại tưởng trí nhân, với kẻ như vậy vạn lần chỉ ngu. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tông Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh đọc ba lần, kể ba lần để chờ chờ coi ngày Thượng Tọa Tây Quyền online mà Nhật Quỳnh chưa thấy. Và Nguyệt, Rạng Đông thấy không? Rạng Đông, Quỳnh Quách Hà Ná có thấy không? Có thấy thần đạo tại quyền online chưa? Dạ, bởi vậy nên Nhật Quỳnh cố công mà đọc cho kể tới ba lần mà năn nỉ tâm pháp không hề nhúc nhích luôn. Dạ, rồi bây giờ thì làm sao đây quý vị, bây giờ một phút rồi Quỳnh Quách Thanh Á ơi, bây giờ Nhật Quỳnh phạt Quỳnh Quách Thanh Á trốn học 2 ngày, giờ Quỳnh lên Quỳnh kể đi, Quỳnh kể chừng nào mà thấy có người đưa tay thì Quỳnh mới được xuống. Quỳnh đồng ý không, đạo tràng đồng ý không? Dạ, cảm ơn tâm pháp. Đồng ý không quý vị? Đưa bàn tay lên. Trong khi chờ đợi Thượng Tọa Tây Quyền vào phạt Quỳnh Quách Thanh Á đi. Đồng ý. Dạ, anh chị Phan Quang Liêm thỉnh pháp sư luôn hả? Đúng rồi đó. Quỳnh kể giờ nào Quỳnh thấy Thượng Tọa Tây Quyền vào thỉnh pháp sư luôn. Ý kiến Rạng Đông rất là hay luôn. Dạ, kính chào Hoa Sen vừa vào đạo tràng. Rồi, bàn tay Quỳnh đâu mất tiêu rồi. Có người khen là Quỳnh Quách Thanh Á kể rất là hay luôn đó nha. Dạ, rồi kính mời Quỳnh. Sa thú lần thầy sư Trần Huỳnh. Quỳnh Quách Thanh Á mà kể kinh mà lúc mà hôm nay Thượng Tọa Tề Quyền không vào làm sao đây, cứ ngồi đây quệt thì sáng mai thì hết thì giờ đấy. Dạ, cảm ơn sư Trần Huỳnh, xin Hoàng Nguyệt, xin đồng trưởng bên nghe rõ. Bây giờ mấy giờ đây? Bây giờ 14 giờ 2 phút. Avatana xin được kể kinh pháp cú số 63. Yo ba lo man nhà ti ba riang pandito va pi te na so ba lo cha pandita mani sa ve ba lo ti vu cha ti yo ba lo man nhà ti ba riang pandito va pi te na so ba lo cha pandita mani sa ve ba lo ti vu cha ti yo ba lo man nhà ti ba riang pandito va pi te na so ba lo cha pandita mani sa ve ba lo ti vu cha ti yo ba lo man nhà ti ba riang pandito va pi te na so ba lo cha pandita mani sa ve ba lo ti vu cha ti. Tìm tòa sự kiện online nhỉ? Online Vất Thân Na xin được thỉnh pháp sư luôn đó, thỉnh tòa vào được vừa. Brahmacalo kati pati sahampati katan jarian ti varang ayajatha santitha satta paryakha chati kate setu khamang anukampi mang pachang vam thiên vân ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ,
đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thà Giá. Thay mặt đại chúng trong rung, con xin được cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi hoãn hỷ thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 46, từ vựng ý nghĩa và duyên sự đến hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Phật Thà Giá. Ở 64 quên thật, 46 già rồi đó, già rồi quên 64. Dạ kính đa cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm để kính lễ đến Đức Phật, kính giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện trung tâm, thân chào đến quý tu nữ chư Phật tử. Dạ xin cũng cáo lỗi quý vị làm cho chúng tôi không vô sớm được, là quý vị sát cái giờ đọc kinh đó. Đọc kinh xong thì từ 6 giờ cho tới 7 giờ vì ngày trên lên. Thì nó hơi sắc một chút xíu, thì chúng tôi cũng tụng xuống trước chút xíu, nhưng điều quý vị nó cận giờ kinh đó. Dạ, cho nên nhiều khi có trễ chút xíu là quý vị cũng hoan hỷ dùm. Dạ. Bây giờ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sawakasangho Sankhang Namami. Chúng đi thử xin nghiêm tịnh thật khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thà Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ thích nghĩa luôn cả cái bài học của hôm nay. Thì đây là một bài học số 64. Ya wa chi wan bi che pa lo pan di tăng Bhaji Rupa Sati Nakumang Michanati Dapi Suparasang Yatha. Nếu như mà kẻ ngu á, mà thân cận với cái người trí á, thì dù cho không hiểu biết á, thì dù cho chết trọn đời, thì cái sự nhận thức đó không có thể nhận thức được cái giáo pháp, cái điều hay, điều tốt, thì nó giống như cái mũ ở trong cái nồi canh, hay là cái muỗng nó không biết được cái vị ở trong cái nồi súp, nồi canh. Dạ. Chữ đầu tiên là chúng ta thấy có một chữ gọi là ya quá chi quăm biết chê pa lô. Gia quá chi quanh, đây là một cái trạng từ. Một trạng từ thì nó không có chia cắt. Dạ. Cho đến trọn đời, suốt đời. Cái chữ, nếu mà phân tích ra thì chữ gia quá là chữ trọn đời, mà chữ chi quá là sự sống. Thì đây có nghĩa là có cái chúng ta có thể biết được. Chê, đây tức là một thì khiếm khuyết, tức là nếu, sẽ chê là nếu. Và chữ ba lá là người ngu, là chúng ta biết rồi. Gia quá dâm viết. Gia quá chi quâm,
chi quăng biết dạ chê ba lô chữ chê nó là một cái chữ nếu đó, còn ba lá là người ngu dạ. Nó chia theo cái số ít thôi, nhân từ năm tính chia theo cái số ít. Tiếp theo chúng ta có cái chữ gọi là băng đi tăng ba chi rút ba sát tí, thì ba lá là người ngu, còn ba đi tá là một danh từ cũng nam tính, nói đến người trí, mà ở đây chia theo đối cách thôi, chúng có chuyện gì hết. Ba di rút ba sát tí đây là một hợp từ, rất là nhiều từ, nó cộng từ cái chữ ba rí cộng với út bá cộng với cái căn ác cộng với á cộng tí, nó là một tha động từ, rồi nó có hiện tại phương từ nữa, có nghĩa là ở đó có nghĩa là thân gần, có nghĩa là cái sự gần gũi. Tức là cái sự kề bên, đó chính là cái từ nó như vậy. Từ cái chữ phá rí là xung quanh, cái chữ ú bá là gần, cái chữ á sẽ là ngồi, dạ, a sẽ tía. Rồi cái chữ nát xô măng, quý cha mà tí, nát xô măng, nát xô tham măng, nát xô tham măng, quý cha mà tí, quý cha mà tí. Cái chữ tham má là giáo pháp chúng ta biết rồi, ná là một bất biến từ, còn chữ xô đây cũng là một cái sự chỉ đề, một cái đại từ, nó chỉ thị kẻ nào hay là người nào đó. Yeah. Thì ở đây chúng ta thấy được cái chữ cái gì tham ăn, tham má là giáo pháp, danh từ nam tính chia theo đối cách chứ không có chuyện gì hết. Quý cha ná tí, từ cái căn quý cộng với nhà ná cộng với căn nhà, nó làm từ một cái tiếp đầu ngữ cộng với căn nha, có nghĩa là cái sự nhận thức. Còn chữ tiếp đầu ngữ ví có nghĩa là chỉ như sự nhấn mạnh, còn chữ nha ná có nghĩa là căn nha, có nghĩa là biết, là hiểu. Dabbi Suparasangyatha, cái chữ Dabbi đây là danh từ nữ tính, có nghĩa là nó nói đến cái muốn. Suparang là từ cái chữ Supa cộng với Rasa. Supa là canh, là danh từ nam tính, và Rasa là cái vị, và Rasa mà cũng như là mắt tai mũi lưỡi thân, chữ rát sát là lưỡi, dạ, là vị, vị ở đây nó chữ rát sát nếm vị, mũi nếm vị, lưỡi nếm vị đó, dạ. Thì chúng ta được có nghĩa là kẻ không có nhận thức được cái giáo pháp thì giống như là cái muỗng, nó không biết cái vị của sức, dạ, nó như thế đó. Người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với bị canh, đó là của Hòa Thượng Minh Châu đã dịch. Và người ngu cho dẫu trọn đời sống gần trí giả, uổng lời cao siêu không hành chánh pháp nữa điều, muỗng canh nào biết trong nêu vị gì của Hòa Thượng Giới Đức. Rồi đây chính là một cái câu kinh mà chúng ta nghe và thấy như vậy, nhưng nó là một mang ý nghĩa hết sức là lớn lao, hết sức là căn bản lớn. Cái câu chuyện này chỉ nói đến khi Đức Phật nghe ở tại Kỳ Viên, thì một hôm có một vị trưởng lão Bú Đa Dí thường thì khi mà ở cái pháp đường tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó, sau khi rời cái pháp đường thì sau khi mà Đức Phật ngài giảng thuyết xong, ngài chỉ dạy xong,
rời cái, tất cả rời cái pháp đường á, thì nẻo ra chí ngồi vào chỗ của các vị ấy. Thì ngủ đến dưới thì chỉ là nhỏ thôi. Thì một hôm có vài vị khách tăng đến thấy như thế thì cứ tưởng là ngài của Đa Chí là một vị trưởng lão. Họ đến họ chào xá xong và họ hỏi, họ xin hỏi vài cái câu về ngũ quẩn và cũng như về các cái đề tài khác. Thì ngài của Đa Chí ngài thấy các cái vị này có cái vẻ là không có cái sự thông hiểu gì hết, thì ngài cũng như là xem như ngài im lặng với nó không nói. Thì các vị nó mới suy nghĩ rằng vậy thì ngài chả có biết cái gì, và họ tỏ cái lòng khinh bỉ, tức là chê ngài. Và không hiểu các vị này cũng rất là lạ, tại sao mà vị tỳ kheo như thế mà lại sống trong tịnh xá với Đức Phật, mà lại không biết đến cả cái từ gọi là ngũ quẩn hay là các cái về các cái pháp hành khác. Rồi các vị đó đi đến hỏi Phật, thì Phật bèn dạy câu Pháp Cú rằng người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí mà không biết được chánh pháp, nó như muỗng ở trong vị canh. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy đối với cái người ngu họ không có đủ cái duyên lành. Nhưng chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ra đời là một đại nguyện để cứu giúp quần sanh chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Vì nhớ nha, ngài có đủ cái khả năng và thần lực trong tam giới này, với bất cứ những cái điều gì cũng không thể nào mà làm cho ngài có thể là khó khăn được. Nhưng tại sao có một điều là Đức Phật ngài chỉ có tế độ với những người hữu duyên với ngài, ngài mới tế độ. Và thường thường những ai không hữu duyên với ngài, ngài không thể nào tế độ. Và ngài đến đường tịch diệt cũng là bởi vì hết cái duyên. Chúng ta nhớ, và chúng tôi nói như vậy nó không phải là không có liên hệ ở trong cái ý nghĩa của cái bài kinh đâu. Thì cũng vậy đó, chúng sinh đương thời lúc đó đó nhiều người lắm thấy Phật nhưng đều đâu có biết Phật quý vị. Thấy đó chính là Phật nhưng họ đâu có biết là Phật. Và tại sao như thế? Bởi vì họ thiếu cái phước. Như cái người trí, họ bởi vì quá ngu si cho nên họ không thể nào thân gần được các cái bậc trí tuệ. Mà nếu như mà không được thân gần bậc trí tuệ thì không thể nào họ hiểu được cái gì. Họ hiểu được một cái giá trị của một cái tốt đẹp, cái điều hay, cái lẽ phải. Bởi vì cho nên đó, chúng tôi thường nói một cái câu mà ví dụ ngày nào mà còn hình bóng của tăng già thì ngày đó còn những thiện tâm của những người hiểu biết được có thể khởi sanh lên, có thể hiểu biết được một người nếu như có cái tâm cầu, ngay cả có cái tâm cầu học, có cái tâm cầu tu, ngay cả tâm cầu tu luôn đó quý vị, nhưng điều thiếu phước thiếu duyên mà không gặp minh sư thì nó cũng là cái khổ. Cái này cũng là một cái khổ đó. Bởi vì sao? Cái duyên phước chánh đạo của họ, cái duyên phước chánh kiến của họ nó kém. Cái duyên phước trí tuệ, gần được cái người trí, gần được cái người mà lào kinh thông luật á, thì sẽ mở sáng cho chúng ta rất là nhiều.
Bởi vì vì vậy cho nên, kính thưa quý vị, cái Phật pháp ngày nay phổ quát phổ truyền với nhiều cách, và ngay cả chúng ta thấy như cách hiện tại chúng ta đang học đây, tức là trên bao thoát thôi, nhưng nó có thể vòng khắp ở trong cuộc đời này. Ngay cả chúng ta không thể thấy nhau, không gặp gần kề nhau được, nhưng chúng ta vẫn có thể giảng thuyết, có thể trao truyền được như chúng tôi đang nói cho quý vị. Thì đó chính là một điều thuận lợi. Một cái điều thuận lợi nữa, kính thưa quý vị, ngày xưa đó, tại sao mà nó được cái sự tốt đẹp như thế này? Nếu như một vị giảng sư nào lên thuyết giảng, chúng ta nhớ, không cần phải quá nhiều dẫn chứng, không cần phải quá nhiều câu chuyện ở cuộc đời, mà làm sao giải quyết cho chúng ta cái nghĩa lý ở trong tinh thần kinh văn. Đó là một vấn đề căn bản. Nói đến người ngu á, là cái người chuyên thân ác, khẩu ác, ý ác, đó là người ngu. Và người trí, tức là thân lành, khẩu lành và ý lành, chúng ta phân biệt một cách rõ như vậy. Và đối với cái người trí tuệ đó, cái người bậc trí tuệ đó, khi họ thấy chúng ta lỗi lầm, họ sẽ khuyến chỉ và nhắc nhở chúng ta. Còn nếu như chúng ta không biết á, thì nó rất là uổng tiếc. Mà chúng ta gọi là đàn gãy tay đâu á, để làm gì? Không biết gì hết, không hiểu gì hết. Có nhiều khi đó, bởi vì cái điều này nó cũng là một điều hay đó, là tại sao có cái lý thỉnh giảng, mời giảng, thỉnh giảng. Ở đó có nghĩa là người ta muốn tầm cầu, người ta có một sự cung kính, người ta có một tầm hiểu, cầu hiểu. Và từ chỗ đó có cái tâm, nó mới là một quan trọng ở tinh thần giáo pháp. Chứ không phải dễ dàng mà nghe giáo pháp, không dễ dàng trao truyền hay hoặc là chia sẻ, gửi gắm cho nhau về ý nghĩa của đạo pháp. Học ba điều bốn chuyện gì đó lên, cũng như là ngồi lên giảng thuyết, tưởng đâu cho mình là như thế này, là như thế kia, thì kính thưa quý vị, thôi cái chuyện đó chuyện của chúng sinh, nói ra thì nó rất là phiền phức. Dạ. Thì không có đơn giản mà câu kinh câu kệ. Nếu chúng ta biết một cái sự khiêm cung đối với ngài Uddhavi này, ngài khiêm cung, ngài không có nói. Nhưng vị này chính là một vị lầu thông, coi như là đã vị đã đắc thánh rồi, nhưng đều không có nói. Tại sao mà ở gần kề, ở trong tịnh xá mà chính vị ấy ngồi như thế mà vẫn được cái Đức Phật ngài không có nói gì? Bởi vì chính là vị này là một người đã thành tựu, đã có sự tốt đẹp. Nhưng những người khác á, do không hiểu biết thì tới thấy như vậy, đừng có trong mặt mà bắt hình dung. Cái điều này chúng tôi nói thành thật như vậy đó. Nhiều khi thấy người ta cười cười, thấy người ta im im, thấy người ta không quan tâm, mình lại tưởng người ta không biết. Thì cái đức tính khiêm cung đây, cái đức tính mà chúng ta phải nhìn bằng cái cuộc đời này, bằng cái gì? Bằng một cái, đây là chính là cái ý nghĩa Phật pháp đó. Hình thức chúng ta không có cần, Phật pháp không có cần cái hình thức, mà cần cái lý nghĩa của cái nội dung để chúng ta mới hiểu biết được. Chứ còn tất cả những hình thức đó chỉ là cái điều kiện của vật chất, cái điều kiện của cuộc đời, rồi nó cũng phai nhòa theo năm tháng. Nhưng cốt lý, ý nghĩa để chúng ta hiểu biết được cái lý nghĩa của cái sự cao thâm, cái chữ tham má đó, đó, cái lời pháp đó, thì nó còn càng đặc biệt hơn nữa. Kính thưa quý vị, cái lưỡi trong vị canh đó, nó có nhiều cái gọi là chi qua ha suparu và thà, ví như cái lưỡi mà đối với cái vị canh. Thì trong chú giải Phú Cú giải thích rất là nhiều. Khi chúng ta học tập, hay là chúng ta nêu lên câu hỏi, hay khi chúng ta học hiểu về Phật pháp,
hay khi sắp, và đó là nói về cái pháp học và nói về pháp hành. Sau khi được chỉ dạy về các điều đề mục nghiệp xứ hay là gọi là Patiwatiyan Khatento Wayamanto, có nên cố gắng có những điều mà liên hệ đến các pháp hành. Và Anupahati Anupahata Chiwaha Pasado Puriso, tức là một người Puriso, tức là một người đàn ông nào đó mà người ấy có cái lưỡi sạch sẽ và sẽ là tốt đẹp, sẽ nếm được thì như thế nào, thì cũng là Rasachi Rasachiwa Rasavicha Namathan. Khi cái lưỡi ấy, khi có nhu cầu cần hiểu biết á, những cái hương vị thì cũng như thế. Đối với tất cả chúng ta tầm cầu, chúng ta tiến tu, chúng ta cố gắng, chúng ta học, thì chúng ta mới nếm được cái chỗ này rất là đặc biệt nè quý vị. Lokuttara thammam pi vicca nati tí, mới hiểu được cái pháp lý của siêu thế. Ở đó chính là khi chúng ta có sự tu tập, có sự cố gắng, chúng ta diệt trừ, chúng ta đầy đủ các pháp độ, thì chúng ta mới thực hiện được cái pháp hành một cách rốt ráo, đầy đủ, và chúng ta nếm được cái vị của siêu thế pháp. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Còn mà như chúng ta biết là bởi trong cuộc đời này á, mình không có cái nào mà mình nhìn người ta tu bằng một cái người mà cứ ngồi mà cứ tu đêm ngày, gọi là đóng góc như vậy. Chúng ta tưởng đâu người ta tu mà sao tâm của người đó ngày càng được chánh định hay không, nào chánh niệm của tỉnh giác hay không. Bởi vì những phút giây tỉnh giác, rồi những phút giây tĩnh lặng tâm hồn, những phút giây có những cái thiện tâm, có những cái thiện sự giữ gìn, hay là nói một cách cao hơn, mạnh hơn, tức khi mà chúng ta ngồi, chúng ta niệm tỉnh giác, thì cái đại thiền nó mới lớn. Mà khi đại thiền lớn mạnh này, chúng ta mới đưa nếm được cái hương vị của pháp siêu thế tu tập. Ha, nó khó lắm. Còn cái mà chúng ta nghe kinh, thí dụ nghe các vị đó thuyết về bố thí sanh thiên, tu thiền giải thoát, hay là bố thí trị hay là cái, hay chẳng hạn như bây giờ bố tiếng với pháp đi, bố thí cái ái ngữ là hành động sự, rồi các vị đó thuyết cho chúng ta nghe câu chuyện về như là quê sanh ta ra, về câu chuyện coi như là từng cái tích truyện ở trong bổn sanh bổn sự, hay nghe giảng một bài kinh gì đó nghe hay mắt này nhìn là đau khổ, nghe khi mà tham đó chồng chất thì chúng ta sẽ bị đau khổ, nguyên nhân do tham ái khởi sanh, hay là chúng ta hãy buông bỏ đi để chúng ta sẽ được bớt cái đau khổ. Thì khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta cảm thấy nghe, thì chúng ta chỉ biết nghe có lý, hợp lý có lý, thì nghe bên này nó qua bên kia, thì kính thưa quý vị cũng chết luôn. Còn nếu như chúng ta thọ trì mà nó không đúng pháp thì cũng như là người ta không phải là nấu canh nữa, mà người ta nấu hầm, ngay cả người ta kho mình cũng biết nữa, người ta cho đó là canh mình cũng tưởng là canh, mà nếm hoài cũng như cái muỗng này thì vậy, từ dẫu cho là có muỗng canh là thật là canh hay là nó là đồ kho hay nó đồ xào gì chúng ta cũng chả biết. Bởi vì sao? Bởi vì như là cái muỗng vậy đó, nó không có biết cái mặn, cái chua, cái cay, hay là cái món này, món lạc, món nhạt gì hết, hoàn toàn không biết gì hết. Thì cái sự tu của chúng ta đó, nó rất quan trọng. Kính thưa đại chúng, rất là quan trọng. Nó quan trọng bởi chúng tôi, tại sao chúng tôi nói cái quan trọng? Cái quan trọng ở đây chính là cái gì? Chúng ta làm sao mà khai triển được, làm sao mà chúng ta có thể hiểu được, làm sao chúng ta học được cái gì? Có cái chánh tri kiến. Khi có chánh tri kiến, thời sẽ có chánh tâm, thời sẽ có chánh ngữ, thời sẽ có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh niệm, có chánh định, có chánh tinh tấn.
Nếu chúng ta không có một chánh tri kiến thì tất cả công phu của chúng ta nó chỉ là một cái phước báo của quả dị tùng mà gọi là pháp hữu lậu thôi. Có thể chúng ta được sanh về các cái cõi trời, hay là tu chứng về các cái thiền định, tu chứng được chứng đắc các cái cõi, cùng là sanh về cõi thiền, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Chúng ta đều có cái kết quả của chính nó, nhưng kết quả không có viên mãn được. Bởi vì cái muỗng trong vị canh, cái muỗng như thế đó không vị, cái đường nếm vị ở đây Đức Phật muốn nói thì cái vị của giá trị siêu thế Paramattha. Ý nghĩa đó là ý nghĩa của Paramattha. Thì ở đây kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta chưa tu chứng thì chúng ta thật sự có lưỡi nếm vị canh hay không? Chúng ta nhẹ xuống chút xíu, chúng ta kéo xuống bớt, không có thể nói là cái sự đắc chứng gì, nhưng đều có cái sự học hiểu, có sự thọ trì một cách căn bản. Đừng có nghĩ rằng thành thật, thí dụ như chúng tôi biết được, thí dụ như Phật tử Đỗ Quách Thanh Á này, ví dụ đi là trong ngộ chúng nhiều Phật tử rất là lâu năm mà có tu nữa, mà nhớ không lầm hình như đã có tu, thì có tu do duyên thời gian bên Thái. Thì thí dụ như bây giờ dẫu cho biết như vậy, nhưng quý vị biết cũng vẫn học, cũng vào đây, cũng kệ, vào đây cũng nghe. Tại sao như vậy? Chúng tôi đó phải là khen tự nhiên móc một người mà chúng tôi biết ai thì chúng tôi nói như vậy. Thế thưa quý vị quan nghĩ, thì vị ấy vào đây để làm gì? Để chỉ kệ một bài kinh thôi, như điều với cái tâm niệm, tức là tâm niệm hộ pháp, làm sao đúng cái chánh lý, đúng cái gì, cái chánh đạo, cái tam tạng kinh điển. Thì đọc một câu kinh, kệ một tiếng, quý vị cũng phước báo vô lượng công đức. Quý vị nhớ nha. Và đặc biệt cái tiếng Bali, xin báo trình, cái tiếng Bali rất là đặc biệt. Đó là một câu kinh, câu kệ đó để cúng dường, để thành tâm cúng dường tam bảo, và chính là khởi lên những thiện tâm. Khi nghe những lời kinh, khi nghe những cái lời pháp, như là nhắc lại, bởi vì chúng ta phải nghe nhiều để chi? Để nhắc lại, để hiểu lại, để biết được. Dạ. Cho nên vì vậy nó rất là tốt đẹp. Và chứ đó chính là cái hành trang. Cho nên sự thật đi, mà có cái điều lợi là khi chúng ta học được cái giáo lý, mà chúng ta có một chánh kiến, hiểu biết được chân quả, hiểu biết được Phật pháp một chút xíu, và chúng ta có một cái nền tảng học căn bản á, thì nó chặt chúng ta biết liền. Nó ngoài đề pháp và luật thì chúng ta biết liền, chúng ta biết rồi, tự chúng ta biết à, cái này là không đúng rồi, chúng ta biết cái này không phải là nấu canh rồi, cái này là kho cá, cái này là đồ xào, vân vân, rồi chúng ta biết được không có đúng cái như là cái canh. Dạ. Thì chúng ta có sự phân biệt được, đó là một chánh tri kiến của mình. Mà chánh tri kiến của mình không phải là tự động mà mình có, mà chính là cái sự khéo tu khéo học từ ở tiền thân cho tới hiện kiếp này cũng như trong tương lai. Không có dễ dàng, chúng ta không có dễ dàng mà chúng ta nói là chúng ta biết được, học được liền đâu. Rồi quý vị biết thế đó, ví dụ như đó, bây giờ học hoài mỗi ngày nó mỗi có một cái ý niệm. Chúng tôi xin báo trình thật chú quý vị luôn, cái câu kinh đó khi chúng tôi ngồi chúng tôi nghe, hay là nếu chúng tôi nghe băng á, có một số vị giảng về câu đó, chúng tôi nghe để giảng đúng, mà quý giảng chặt qua một cái là chúng tôi biết liền. Hay hoặc là vị ấy nói có sự dẫn chứng đây chính là ở trong tam tạng kinh điển nói như thế này, là chúng tôi tìm hiểu lại ngay liền. Có những lúc người ta nói cũng những cái điểm mới, mà những cái điểm đó mình chưa có biết, mình thọ trì liền, mình tìm, mình lật lại liền, cái điều này mình chưa có học qua, điều này mình chưa có nghe tới. Kính thưa quý vị, đó chính là cái điều mà tự mình làm lợi cho mình, chứ có chuyện gì đâu. Và rồi không phải mình tu lâu là mình giỏi hơn người ta, cũng phải là mình quy y, mình học pháp, hay là mình tu lâu năm là mình lên gọi là sư cụ, sư ông, sư bà đâu. Mà kính thưa quý vị, khi người ta nhắc, khi người ta nói, mình biết đón nhận liền cái sự cái mà gọi là cái trí tuệ đó,
ở đây Phật pháp nó vô cùng to lớn. Một người có cái đời sống trí tuệ không phải là một người có cái bằng cấp lớn lao, đó là một người trí, mà người có cái một cái hiểu biết, có cái tánh thiện, có cái căn thiện, có cái căn thiện, có cái căn tánh thiện vô tham vô sân. Hay chúng ta thấy người ấy ham cầu, ham tu, ham học, hiếu tu, hiếu học, và vì ấy ly tham một phần, bớt chấp hữu chấp ngã, ít sân hận một chút xíu, hay là có cái sự còn phạm phu thì có sân hận, những điều mà rồi cho nó đi qua liền. Chúng ta phải tập cho nó đi qua.
không phải như người ta nghĩ. Còn người ta nghĩ những điều mà sư nghĩ á, người ta biết, những điều người ta biết sư chưa không nghĩ tới. Mà sư nên nghe người ta. Thì đây chúng tôi nói cho quý vị nghe. Dạ, thì sau đó chúng tôi mới đến chúng tôi sám hối và thế là mới được cái sự chỉ dạy. Thì tí như cái lời chỉ dạy á, của cái chúng tôi tạm như là một vị sư bá, một vị sư thúc vậy đó. Thì sư bá nói vậy thì chúng tôi tới, chúng tôi mới buồn quá, chúng tôi mới hỏi đi sư thúc á. Thì sư thúc mới chỉ bởi còn thì sư bá mới nói cho mình nghe cái điều con nói, con chưa biết con nói đúng, lúc đó con biết, nhưng điều mà con không có chấp nhận cái lời của sư, cho nên sư không nói tiếp nữa, mà chứ con làm vậy là con không nên. Thì ở đây kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta thân gần được những người mà có cái tình thương, có cái tâm từ bi, có cái tâm hiểu biết như vậy thì chết là cũng như chúng ta quá là như là muỗng ở trong vị canh. Rồi hồi xưa đó tôi cũng nói thành thật, chúng tôi kể cho quý vị nghe cũng như là một lời mà để hiểu biết được bỏ liền. Hồi xưa đó có một vị sư cụ chỉ cho chúng tôi về một số về vấn đề chú thuật. Cũng một thời gian đó quý vị, thì cái sư phụ tự siêu á, nó nói nghe thấy tôi làm vậy mới rất là nhỏ mà không biết, con bỏ cái đó đi, con về con học học cái chánh pháp chứ, tại sư phụ tôi đi học những cái đó con không biết. Và nếu cái này là tà pháp thì nó con bỏ, thì bỏ. Thì kính thưa quý vị, chỉ một lời câu nói đó thôi thì chính chúng tôi cũng may mắn, chúng tôi may mắn là chúng tôi được coi như là được cái sự chỉ dạy như vậy. Và chúng tôi bỏ, chứ nếu như không rơi vào cái tình huống đó là chết. Rồi già rơi vào tình huống đây mà có một số người mà chuyên về ba cái chú thuật mà chúng ta gọi là bùa chú đó, thì vậy sao chúng tôi không thích cái đó, chúng tôi không làm cái đó nữa. Mà vì ông bấm số, bấm gì, bấm tô cái tướng, cái tánh, cái tái gì đó, con làm được, con học được, thì mình cũng nghe vậy. Và cuối cùng chúng tôi bỏ cái đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chính gặp sư mình, ông mới thấy như vậy, ông mới khuyên mình. Thì cũng may mắn đó là mình nghe. Chứ nếu như trường hợp mà mình học đam mê thì cũng như muốn ở trong việc, coi như xin lỗi chứ không phải là mình học, chưa biết mình được học được cái gì, nhưng điều mà mình cũng được học. Thì trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, nó nhiều điều lắm, nó khắc phải và nhiều điều mà chúng ta không dễ dàng mà chúng ta có một sự tu tập đâu. Mà khi á, cũng như là để phân biệt được á, thì chúng ta nhớ khi chúng ta ở gần một người nào đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta khôn ra, chúng ta hiểu biết được, cái trí tuệ của chúng ta nó nhanh chóng và chúng ta biết là chúng ta có cái tàm quý nó khởi sanh lên, chúng ta làm lành, chúng ta thực hiện các cái điều thiện lành nhiều hơn là chúng ta hành ác, chúng ta nói ác và chúng ta suy nghĩ ác. Được cái sự khuyến tu, được cái sự trì tụng một cách nhiều lần, để chúng ta có sự tu tập, chúng ta có sự học hiểu tốt đẹp. Còn nếu như mà không là chết, mà được cái sự chỉ dạy cho mình, rồi rốt cuộc hay hoặc là người ta nói không cần phải văn qua mỹ từ gì, nhưng điều đó là lời thật, mình biết đón nhận. Mà nếu như mình không biết đón nhận thì mình cũng như là cái muỗng ở trong cái nồi canh, tức là mình không có được cái duyên lành, cái duyên phước để học hiểu Phật pháp. Cho nên đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự chiêm nghiệm. Cái sự chiêm nghiệm này nó ghê lắm, để chúng ta hiểu được cái giáo pháp, hay là hành được giáo pháp, hiểu được giáo pháp là một điều khó, hành được giáo pháp cũng là một điều khó nữa, và thành được giáo pháp thì là một điều hết sức là tuyệt vời. Cho nên vì vậy ở đó chúng ta được học, chúng ta được hiểu, chúng ta được thực hành thì mới cái pháp thành mới viên mãn. Kính thưa quý vị, những điều mà chúng ta đã đang làm đây đó chính là một sự gieo duyên, gieo duyên trí tuệ, gieo duyên chánh đạo. Cũng như chúng ta biết buông bỏ cái sự chấp thủ về tiền bạc, về danh vị, về địa vị của mình, mà chúng ta biết buông bỏ khi mà nghe người ta nói mình cảm thấy tổn thương, nói mình cảm thấy buồn, mình biết buông bỏ.
đó chúng ta biết là chúng ta được may mắn, chúng ta gần kề với chánh pháp. Cái điều này mà chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe biết, đó chính là chúng ta được hiểu Phật pháp thì chúng ta biết nương Phật pháp. Đó cũng chính là cái pháp chính là một bậc thầy, pháp là thầy, thì pháp dạy chúng ta rằng, thí dụ như nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi thì đừng có ấm áp thì đau khổ sẽ không bao giờ có. Mà nếu như ấm áp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Tăng trưởng nhiều cái kênh, cái điều quán hận, bực bội khó chịu, chúng ta biết buông bỏ. Và sự khổ trong cuộc đời này, cái sự yêu, sự khổ, sự ghét, sự thương rồi cũng sẽ ra đi. Bởi vì sao? Chúng sinh hợp hội và chia lìa mà, cái nhân quả nó như vậy. Và các pháp khởi sanh thời, các pháp nó phải diệt, nó đau lòng lắm nhưng phải chịu. Và chúng ta biết buông, chúng ta biết à thì thôi, nó đã đi qua. Thì đó chính là một giá trị mà tất cả chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Chính là chúng ta được gần giáo pháp, được hiểu Phật pháp, được học Phật pháp, thì chúng ta không biết tu một cách tức là biết buông bỏ một chút xíu, biết khéo cho tâm của mình đừng có phóng dật nhiều, biết chuyên tu chút xíu, biết hiếu tu một chút xíu, thì chúng ta cũng được tốt đẹp. Bây giờ đã trải qua, đã đang, tất cả chúng ta có thể sống hay chết trong cuộc đời, trong một tích tắc. Vì chúng ta không có quyền quyết định nó, thì tại sao mà chúng ta không mở cái lòng ra, thôi đi, đừng có bực bội. Kiếp này gặp nhau, kiếp sau chưa chắc gặp nhau. Và thôi, như nhân quả cuộc đời này đã nợ cho đời, cho nó xong chuyện, thì tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe. Chứ còn bây giờ tự nhiên cái bây giờ mình đó là không thì còn sao? Có thể ngày mai chết mà. Hiện nay bệnh dịch nó lớn mạnh, thì có thể sống chết trong chuyện đó là trước mắt. Khỏe vô cùng rồi dướng bệnh cái là mấy bữa sau chết luôn. Mà nhiều khi có người được tiêm thuốc, có người được uống thuốc, những điều mà tới cái là nó chấm dứt liền. Bởi vì chúng ta rất là, và không phải dễ dàng, rồi chúng ta cũng có thể được vượt qua. Nói chung là chúng ta biết quý trọng cái gì, cái mạng sống này, để chúng ta có thể làm được những cái việc thiện, việc lành, để chúng ta có thể tiến tu trong Phật pháp được. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta nhớ, để chúng ta thực hành được cái lời dạy của Phật đó, chúng ta cũng một phần, chúng ta cũng dường Phật. Chúng ta đừng để như cái muỗng ở trong vị canh, chúng ta không hiểu gì hết, nghe, chỉ nghe rồi nó đi qua, không có động lại trong lòng ta. Cái sự tu nó không phải là một điều rất là khó, mà cũng phải là cái dễ. Và đó cũng chính là cái gì? Hãy quán niệm tất cả nó vô thường, tất cả nó khổ não, tất cả nó vô ngã, nó phải đi qua hết. Vậy cho nên đừng có quán hờn, đừng có nghĩ xấu về người ta, mà khởi tâm bất thiện, mà hãy tốt của người ta, để chúng ta có những cái thiện tâm, để khỏi phải gây nhiều quan kết đau khổ. Và cũng như lại mình được cái gì và mình không được cái gì, thì đó chính là những điều chúng tôi gửi đến quý vị. Thứ nhất là ngủ trong vị canh, là chúng ta đang được hiểu, được học Phật pháp, chúng ta không hành và không ý niệm một chút xíu gì hết trơn, thì cũng uổng lụ một đời tu của chúng ta. Cho nên vì vậy chỉ một chút xíu thôi, hiểu biết được Phật pháp là duyên lành mang theo rồi quý vị. Làm được một cái thiện sự cũng là một duyên lành mang theo đó nhé. Rồi biết buông bỏ, đừng có phải nợ tình ai trong cuộc đời, cũng phải đừng có giận, đừng có hờn ai trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ được sống được an vui, được tốt đẹp. Dạ. Thì xin có đôi điều nói qua cái lời giảng, qua cái câu Pháp Cú số 64 là như vậy. Nếu có thể chia sẻ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị hoan nghĩ cho kính chấm dứt thời gian tiếp nơi đây, trước khi dứt lời kính dân và phấn lành đến thời gian tới tới đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên người tại chùa Bổ Đức, chùa Quảng Nghiêm, đến các vị chân linh giác linh thiện linh, tất cả chúng sinh là hai chùa được an lạc, được tấn quá, và mong tất cả chúng ta được an lành, là tiến tu nơi Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sam Ma Giá.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Tô sắp mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê và sắp bê đê nữ phá quê nữ sà đa sở thị quân chú chê. Bà quà tôi sắp mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê và sắp bê hàm ma nữ phá quê nữ sà đa sở thị quân chú chê. Bà quà tôi sắp mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê và sắp bê sẵn hà nữ phá quê nữ sà đa sở thị quân chú chê. Cảm ơn vâng cho đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng cao sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức, Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đi qua ta san ti vi ha ra qua si ni thu về ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa qua sam se đa cha ta a tha vô ba ba ti ca ni ya ni căn tham ma qua răng ba tít cha tê sắp bề pi đúc khát sa kha ron tu sang kha dân tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khổ hộ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vút thêm thầm pa hu ni ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cảm dân xin xuống mít.